nơi đâu trên trái đất ấm áp như tình cha, nơi đâu trên trái đất bao la như tình mẹ. Dù đi xa vẫn nhớ trở về bên mái ấm, nỗi yêu thương gắn kết gia đình. Đây là một buổi biểu diễn rối nước đặc biệt ngay tại nhà nghệ sĩ rối nước Phan Thanh Liêm. Trong không gian biểu diễn chưa đầy 20 m², những con rối dưới bàn tay điều khiển tài hoa của người nghệ sĩ được thổi hồn sống động qua từng tích truyện. Sinh ra trong một gia đình truyền thống về rối nước, cha anh, nghệ nhân Phan Văn Ngải cũng là người khai sinh ra hình ảnh chú Tễu nổi tiếng. Dù ông đã ra đi, nhưng những người con, người cháu của ông vẫn tiếp tục kế thừa và phát huy sự nghiệp của gia đình theo nghề múa rối nước. Sinh được trong gia đình có cái truyền thống làm nghề nghệ thuật rối nước của ông cha để lại, thì qua các thế hệ đến đời tôi là đời thứ 7, các cụ kỵ tôi cũng đều làm cái nghệ thuật này, thì tôi bị ảnh hưởng ngay từ nhỏ. Thì trong gia đình có làm cái nghề điêu khắc, mà thứ hai các cụ làm cái nghệ thuật rối nước này, thì tôi đã được theo các cụ đi ra những cái phường rối lúc đó, rồi được nhìn thấy những các cụ làm và được học hỏi từ các cụ ông cha tôi, bố tôi. May mắn được sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề tạo hình và múa rối nước, nghệ sĩ Phan Thanh Liêm luôn trân trọng và đam mê với múa rối nước, cần mẫn phát huy truyền thống mà cha ông đã gây dựng. Nghệ thuật rối nước thì thật sự tôi đã gắn bó ngay từ bé, thật sự tôi rất đam mê. Chính vì đam mê tôi mới có những cái sáng kiến và cải tạo, mà tôi đã dành hết những cái thời gian mà những rảnh rỗi tôi đầu tư vào để tôi làm nghiên cứu. Ví dụ như trong gia đình tôi thì gia đình tôi xây cái nhà này mấy tầng, nhưng mà tôi dành hết cho cái tình yêu nghệ thuật rối nước, ví dụ như để trưng bày, để chỗ làm việc, chỗ để biểu diễn, chỗ để đón khách chẳng hạn đấy. Trong căn nhà nhỏ vừa là nơi sinh hoạt cũng như làm việc của gia đình nghệ sĩ Phan Thanh Liêm, với anh hạnh phúc nhất đó là cùng vợ và cậu con trai nhỏ của mình tô điểm và làm cho những con rối lung linh hơn qua từng nét vẽ. Thế thì trong công việc hàng ngày thì vợ tôi cũng đều giúp đỡ tôi thì trong công việc, nhiều lúc rồi là không có lúc mà biểu diễn thì là ngồi sơn con rối. Trước đây thì tôi hay biểu diễn một mình, thì bây giờ thì có bà xã bên cạnh nữa, thì nhiều lúc mình phải truyền tải lại cái nghệ thuật này sang cho các vị nữa, để các vị biết làm chẳng để biểu diễn cùng. Tôi cũng không học môn nghệ thuật đâu. Từ khi tôi lấy chồng thì nghề của gia đình cha truyền con nối thì tôi cũng học theo, và tôi cũng dần dần tôi yêu thích. Tôi cũng ủng hộ chồng và giúp chồng để làm và xây dựng cái sân khấu muốn rối nước mini tại nhà. Hiện nay những con rối do nghệ nhân Phan Văn Ngải chế tạo được nghệ sĩ Phan Thanh Liêm trưng bày và lưu giữ như một kỷ vật để nhắc nhở con cháu về truyền thống gia đình. Hiện giờ cháu thứ hai cũng rất là đam mê thích. Thế thì cháu nhiều lúc mà tôi lên làm việc thì cháu cũng lên ngồi bên cạnh để mà làm đấy. Ví dụ cái ảnh hưởng ngay từ bé, tôi cũng thấy, tôi mong sao các cháu nó yêu thích nghệ thuật truyền thống này. Để bởi vì cái nghệ thuật truyền thống không phải một lúc nhát mà có, mà các cụ đã gìn giữ hàng bao năm nay, nghìn năm nay rồi, mà không thể ngẫu nhiên mà để các cháu nó sẽ quay lưng lại với nghệ thuật truyền thống được. Truyền thống gia đình và niềm đam mê rối nước của nghệ sĩ Phan Thanh Liêm sẽ dần truyền lại cho con trai, để rồi mầm xanh ấy sẽ sớm trở thành những nghệ nhân trẻ tài hoa như người ông, người cha của mình. Trên trái đất ấm áp như tình cha, nơi đâu trên trái đất bao la như tình mẹ. Dù đi xa vẫn nhớ trở về bên mái ấm, nỗi yêu thương gắn kết gia đình. TV Cap gắn kết.
gia đình.